đi phượt, nhưng mà qua anh Minh mượn xe với mượn nón á, vô kiếm mẫu nha. Ủa Tuấn ơi, anh Minh có đâu không? Đi công chuyện rồi. Sao vậy? Đi công chuyện rồi hả? Tính qua lấy xe đi phượt. À, thì chị cứ lên lấy xe anh Minh thoải mái đi. Ok. Nón bảo hiểm ở trên luôn. Ok. Ôi à. Lấy chiếc nào vậy? Đi phượt quá. Lấy chiếc này nha mọi người. Này mặc đồ đen nè. Đi chiếc này hợp hơn. Ok. Lấy nón nữa. Mình chạy rồi thì lấy nón ổn lương cho đủ vỏ. Đẹp không mọi người? Đẹp không? Ngầu không? Thiệt luôn á. Tại mình chạy không nổi thôi á. Chứ không thôi là thiệt luôn, tôi mà chạy nổi tôi lấy Ducati đi phượt rồi. Mà tại chạy không nổi lấy rồi 15 chạy. Đẹp quá à. Ngồi lại với kênh Minh Baker nha. Thì hôm nay là Zenith đi phượt. Nè, đeo ba lô phượt rồi thấy không? Ây da, mà qua showroom cái thấy có cái chiếc gửi đít này đẹp quá, cho nên là lấy ra cho mọi người coi luôn. Đi, đi tham quan cái xe này. Ok, đây là bản xe gửi đít mà độ để đi đua mọi người. Đây nè, 2K Moto nè. Thì độ là độ vô xăng lửa nè. Lấy ra cho người ta coi. Độ vô xăng lửa nè. Đây là trợ lực RGS. Đó, có camera luôn mọi người, camera trước nè. Rồi camera sau luôn nè. Chuyên nghiệp lắm nha. Rồi, đây là màn hình để xem camera nữa. Nè. Có cái này gọi là cái gì quên rồi? Hiếu. Hiếu ơi, cái này gọi là cái gì em quên rồi. Cái đó là cái cánh gió. Cánh gió. Ờ, tự nhiên chịu quên á. Cho mọi người nghe tiếng máy nha. Chiếc xe đẹp dễ sợ luôn. Côn cứng quá mọi người ơi. Tôi bóp không nổi luôn. Đây em bóp cho. Ồ cứng quá chị bóp không nổi. Chưa bật máy mà. Bật rồi. Bật rồi mà không mở máy được, cái nó tự tắt á. Cứng quá. Người ta la bây giờ. Tiếng hay ha.
Tôi chắc chắn là tôi chạy không được, rồi con nó quá cứng thì tôi bóp không được. Tắt máy nha. Hàng xóm la rầy. Cá nhân dĩa thì thấy sao ta, chiếc nào cũng đẹp hết, nhưng mà chiếc này đẹp hơn tí. Nói chung là rồi 15 vẫn sẽ đẹp hơn ghế đít, nhưng mà nói về nhẹ hay là dễ chạy thì nghiêng về ghế đít hơn. Thì GX 1m63 nha. Mang đôi giày này vô là 1m65 nè. Chống chân mà không cần nhón luôn nha mọi người. Thì những bạn mà 1m6, 1m58 cũng được, vẫn sẽ chống chân được. Mà chạy con này đi phượt là chạy không nổi, nó côn nó cứng quá à. Chạy tay lũi vô con heo nào đi ngang đường. Đây là R15. Lát nữa là tôi ít lấy con R15 mày đi phượt đây. Chống chân thì đây, 1m65 nhưng mà chống phải hơi nhón. Hơi nhón một chút xíu. Vậy mấy bạn cỡ 1m6 chạy dưới này được. Ok. Chiếc này cũng có độ Gabo SC ấy mọi người. Bô và tan lát gì vậy? Tan lát từ làng nghỉ sớm mới đây độ. Ê, đổ máy cho mọi người. Sao cái bô bên kia mình nghe tiếng lực hơn ha. Chị hỏi cái câu ngớ ngẩn quá chị. Sao? Bô này nó đổ khác, xe này xe cho xe nó chạy sân khác. Còn bô này là bô đi tour. Đi cho tình làng nghỉ sớm nhìn mặt. À vậy hả? Có nhìn mặt đúng không? Có nhìn mặt, còn okay. Bô này là lờ mặt luôn rồi. Ủa sao anh lại mặc đồ kỳ vậy? Qua quá, vì qua bên chỗ chị mưa ướt nhẹp luôn, phải thay đồ này đỡ thôi. Nó nói tôi hối nó mọi người, tôi hẹn nó hẹn tôi, nó hẹn tôi 1 giờ mấy rưỡi em đi. 2 giờ rưỡi nó bắt đầu đi. 2:45 nó bắt đầu đi mọi người, nó tới đây là 3 giờ rưỡi. Rồi nó kêu tôi hối nó. Trời ơi. Tao chết với mày. Mưa ướt nhẹp này nè, cái áo nè. Ừ. Nè. Trời, tội. Quá mặt đồ cũng đồ của ta mà. Ủa chị đi tour. Ừ, đi phượt. Ủa mà chị đi phường mua gì luôn? Ừ. Chị sợ ướt đồ á, mà ba lô này đủ đồ không chị? Không, ba lô chống nước, ba tao biết mùa mưa mà. Tại vì chị đi có 3 ngày đem không có nhiều đồ. Đem có 10 bộ đồ đi chơi với 3 bộ đồ ngủ à. Thấy ba lô này không biết có đủ đồ chị không nữa. Đủ, 10 bộ đồ đi chơi với 3 bộ đồ ngủ. Dữ vậy. Xong rồi còn sữa tắm nè, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, mặt nạ, kem body, áo vú. Cái đó là vỏ. Nói chung là đựng được nhiều á. Cái này đựng được cỡ, nói chung là dung tích cũng là 75kg. Mà tao không nghĩ là tao sẽ vác 75kg xương cho đâu. Sơ sơ là 13 bộ đồ cho mày. Nó xà bó nè anh em. Chống nước nữa. Mùa mưa thì mua mấy cái này nè. Tao vừa mua xong luôn. Mà giá tốt lắm. Bao nhiêu chị? Giá thì tự nhiên cái tao bút lít giá đi kỳ quá rồi. Nhưng nói chung chút về gửi giá cho. Ok. Em thấy khoái cái ba lô này rồi đó. Đẹp dữ bộ. Này là hãng sản xuất ở Việt Nam á. Có màu hồng không chị? Có. Đúng rồi, chống tính em thích màu hồng lắm. Không, tao không có bán màu hồng mà tao sơn màu hồng cho mày, sơn giống vậy. Đúng rồi, yêu màu hồng. Cái này là của Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam luôn, xưởng ở Việt Nam, người Việt Nam làm ra luôn, đăng ký bản quyền hết rồi. Người Việt Nam sàn Việt Nam đi em. Đẹp không? Đẹp. Để cho mua cho một cái. Trời ơi, ba lô đẹp ghê. Chị không có tuổi đẹp ba lô này đâu. Của tao. Của em nè. Đi ra đi. Ở đây chỗ cho chú dọn sân mẹ kia đi. Tụi con gặp nhau xíu đi bế bài bà thì chị luôn rồi. Đi cái xe gì đâu mà chùm đua mà ăn mặc ra. Coi rồi. Đó. Mặc đồ y chang như mấy đứa mà học sinh đi nhảy cầu còi á. Là công chúa mà. Thôi mày khỏi nói. Đừng chỉ thích. Đây nữa nè. Đừng chỉ thích cháu. Xe đi tour nha. Mà ăn mặc y chang như dân bay lắc vậy á. Nãy giờ cái ba lô nằm đây nè. Hên á, may là nó có trong nước á, chứ không là nãy giờ nó ướt nhẹp rồi. Dọn dẹp đi về. Thôi, để cho chú con bấy dọn dẹp cái này nữa. Dạ. Dạ. Dạ bị la quá trời luôn. Khó thiệt. Con đi chơi.